Đọc vị bày cảm xúc này của trẻ khi con bước vào độ tuổi vị thành niên hay còn gọi là tuổi dậy thì, có lẽ đây là giai đoạn mà con cái khiến cho cha mẹ đau đầu, cha mẹ lo lắng nhất, là một giai đoạn khó khăn nhất trong cái quá trình phát triển và trưởng thành của con. Để giúp con vượt qua những cái giai đoạn khủng hoảng này, đồng thời thì ngăn chặn mối quan hệ căng thẳng giữa cha mẹ và con cái, chúng ta cần chú ý tới 7 cái cảm xúc này của con. Thứ nhất là những cái cảm xúc khó chịu vì con bị cha mẹ chỉ trích trước mặt người khác, trước mặt bạn bè của mình. Ở lứa tuổi này thì trẻ rất quan tâm tới những cái gì mà bản thân mình nghĩ hơn là quan tâm tới những điều mà cha mẹ nghĩ. Một đặc điểm quan trọng trong cái sự phát triển tâm lý của con là ở lứa tuổi thiếu niên thì những cái nhận thức của con bắt đầu có sự thay đổi. Nó chuyển từ sự khẳng định của cha mẹ, của thầy cô sang cái sự công nhận của những bạn bè đồng trang lứa với con. Những đứa trẻ mà nhạy cảm, con có lòng tự trọng cao thì con sẽ phản ứng mạnh mẽ khi mà con bị cha mẹ làm mất mặt trước bạn bè của mình. Rất nhiều người cha mẹ đã không suy nghĩ sâu sắc, đã vô tình hủy hoại cuộc sống của con bằng cách chà đạp vào lòng tự trọng của con. Cho nên là việc mà cha mẹ cần phải giữ thể diện và lòng tự trọng cho con là một điều vô cùng quan trọng đối với mỗi bậc cha mẹ có con ở độ tuổi vị thành niên. Thứ hai là cảm xúc tức giận khi mà cha mẹ thường xuyên nói bằng giọng điệu ra lệnh. Đứa trẻ ở độ tuổi vị thành niên thì các con lại thường quan tâm tới cái thái độ nói chuyện của cha mẹ hơn là những gì mà cha mẹ nói. Khi mà chúng ta có con cái ở cái giai đoạn này thì cha mẹ cần phải có cái thái độ nói chuyện thật là nhẹ nhàng và không thể ép buộc con. Vì nếu chúng ta càng ra lệnh, càng kiểm soát con thì con sẽ càng chống đối, càng lồi loạn thôi. Con cái thì giống như một cái lò xo. Cha mẹ càng tạo ra bao nhiêu áp lực cho con thì đứa trẻ sẽ phản kháng lại bấy nhiêu. Ngược lại, khi mà cha mẹ cho đi bao nhiêu cái sự dịu dàng thì con cái sẽ đáp lại bấy nhiêu sự tử tế. Cũng như vậy, khi mà cha mẹ nói chuyện với con bằng một cái giọng điệu tôn trọng thì đứa trẻ cũng sẽ biết lắng nghe và tôn trọng cha mẹ. Thứ ba là cảm xúc căm ghét. Con sẽ căm ghét khi mà bị cha mẹ so sánh với người khác. Việc mà cha mẹ mang con của mình ra so sánh với người khác sẽ khiến cho đứa trẻ rất là đau lòng và thấy rất khó chịu. Ý định ban đầu của người cha mẹ lúc này chỉ là muốn động viên con, nhưng trong mắt con cái thì những cái hành động của cha mẹ, những cái lời nói của cha mẹ sẽ khiến cho con nghĩ rằng là cha mẹ nghĩ rằng là mình tệ quá, mẹ không hài lòng về con. Và điều này sẽ khiến cho đứa trẻ bất mãn và con không tự tin vào chính mình. Nhưng thực tế thì những đứa trẻ ở độ tuổi vị thành niên thì con đang tìm kiếm và xây dựng giá trị của bản thân. Khi mà bị cha mẹ mang mình ra so sánh với người khác thì con sẽ rơi vào bế tắc của sự nghi ngờ. Con nghi ngờ bản thân mình và thậm chí là nhiều đứa trẻ dám từ bỏ bản thân trong cái sự tuyệt vọng vì con không tìm ra cái sự đồng cảm của cha mẹ. Lỗi đau lớn nhất của một đứa trẻ vị thành niên là cha mẹ chúng đã không bao giờ nhìn nhận giá trị của con mình. Cảm xúc thứ tư là con có cảm xúc thất vọng khi mà con không được tôn trọng như một người lớn. Chính cái sự xấu đi trong mối quan hệ giữa cha mẹ con cái thường bắt đầu từ việc là chúng ta thiếu đi cái sự tôn trọng. Trong cuộc sống thì có không ít những cái trường hợp mà dù là con cái đã lớn, con cái đã có thể gọi là trưởng thành, nhưng mà cha mẹ vẫn quản lý, bắt con phải làm mọi việc theo ý của mình. Và con cái của những người cha mẹ này thì không bao giờ được tự quyền để quyết định, kể cả đó là những cái vấn đề riêng của con. Điều này sẽ khiến cho đứa trẻ, mặc dù đã lớn rồi đó, nhưng con không thể tự chủ, tự lập mà khi không có cha mẹ ở bên. Và rồi cuối cùng thì con trở thành một người do dự, thiếu sự quyết đoán. Cho nên việc cha mẹ không biết tôn trọng con là một tai hại đối với trẻ vị thành niên. Thứ năm là cảm xúc phẫn nộ khi mà cha mẹ không lắng nghe, cha mẹ không kiên nhẫn để lắng nghe con nói. Rất nhiều khi mà con có mối bận tâm to đùng thì cha mẹ lại cho rằng đó là những cái chuyện còn con, hoặc nghĩ rằng là mình nuôi con từ bé thì cái chuyện gì của con mình chẳng hiểu, mình đi guốc trong bụng con rồi thì làm gì phải tìm hiểu, làm gì phải lắng nghe nữa. Thậm chí là có rất nhiều người lớn thì đã không đủ kiên nhẫn, không đủ bao dung để lắng nghe con, và họ càng không chịu lắng nghe con, không đủ kiên nhẫn. Trong khi đó thì đối với một đứa trẻ vị thành niên, đối với cuộc sống hàng ngày của con sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra. Có những vấn đề đơn giản thì cha mẹ nghĩ rằng là mình hiểu, mình nhìn thấy là biết rồi. Nhưng cũng có những cái vấn đề đối với cha mẹ là đơn giản, nhưng đối với con nó đang là áp lực và con không đủ tự tin để tìm ra những cái giải pháp giải quyết vấn đề của mình. Có những trường hợp mà đứa trẻ khi mà chia sẻ câu chuyện với cha mẹ của mình thì cha mẹ đã không đủ kiên nhẫn để lắng nghe hết cái câu chuyện của con, dẫn đến việc mà con bất lực trong cái vấn đề của mình. Thậm chí là con đã để lại những cái hậu quả xấu để cho bố mẹ nhìn thấy.
mà người nhận thì cũng chính là cha mẹ chúng. Thứ sáu là cảm xúc, khao khát, sự thấu hiểu mà khi mà con nổi loạn. Có nhiều người thì cho rằng là khi mà con cái với cha mẹ ở cái tuổi mới lớn của con đó, thì xảy ra những cái chiến tranh lạnh hoặc là xảy ra những cái mâu thuẫn là điều hoàn toàn bình thường. Một bên là người cha mẹ thì quen ra lệnh đàn áp con, còn một bên là những đứa trẻ thường xuyên có cái thái độ khiêu khích cha mẹ của mình. Và cái sự nổi loạn ở tuổi vị thành niên này nó như là một cái tai họa đối với người làm cha mẹ. Nhưng mà trên thực tế thì đằng sau cái sự nổi loạn của trẻ chính là những cái thiếu vắng sự đồng hành của cha mẹ bên cạnh con cái. Cái việc mà người cha mẹ không ghi nhận, người cha mẹ không lắng nghe những cái suy nghĩ, những việc làm của con khiến cho đứa trẻ phải có những cái phản ứng mạnh mẽ, khiến cho con cần phải thể hiện cái lập trường, cái quan điểm của mình, cái tôi của mình. Nếu như người cha mẹ lúc này chúng ta nhìn lại và hiểu được cái cảm xúc của con, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng đằng sau những cái ngỗ nghịch đó là một cái đức tính nào đó, không phải là hoàn toàn xấu ở con. Và người cha mẹ nhìn ra, chúng ta ghi nhận cái điều đó của con, chúng ta bù đắp vào những cái thiếu thốn và những cái lỗ hổng mà con đang đòi hỏi từ cha mẹ đó. Bởi vì là dù đứa trẻ có ngỗ nghịch, có khó bảo đến đâu, thì con cũng mong muốn được cha mẹ ghi nhận, được cha mẹ của mình ứng xử nhẹ nhàng để nhìn ra những cái điểm tốt của con đằng sau sự nổi loạn đó. Chỉ khi mà con hiểu và con khẳng định rằng cha mẹ luôn yêu thương mình, chúng mới có thể vượt qua những cái khủng hoảng của tuổi vị thành niên và thực sự trưởng thành. Cảm xúc thứ bảy là hy vọng rằng cha mẹ có thể thấu hiểu, kiên nhẫn và tin tưởng vào con. Mặc dù ở độ tuổi này thì tính cách của con sẽ rất là thất thường, con hay thay đổi, có thể là có chút bạo lực và không được từ nhé, và có phần nguy hiểm. Nhưng mà trên thực tế thì để giao tiếp với con không hề khó, chỉ cần cha mẹ kiên nhẫn để thấu hiểu con và chấp nhận mọi điều, nó hơi quá từ nhé, và chấp nhận mọi điều đang diễn ra xung quanh con, cùng con đồng hành, là sẽ giúp con vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn này một cách bình yên. Một đứa trẻ khi mà được cha mẹ ủng hộ, cha mẹ tin tưởng, thì con có gặp bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu cái vướng mắc, rồi thì những sóng gió cũng sẽ không làm con lùi bước. Các bạn nhớ follow kênh, bấm vào nút quả chuông để nhận được những video tiếp theo của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.